Xin kính chào quý anh chị và các bạn. Hôm nay thì Tùng Sửa Vật có nhận sửa hai cây vợt. Thì cả hai cây vợt này đều là hai cây vợt Siôm. Thì cái cây thứ nhất, đây là cây vợt thứ nhất. Thì cái cây này nó bị bong cán. Thì do anh này chơi là anh ấy phi vào tường, anh cứu bóng nó bị phi vào tường và nó bong cái cán này ra. Thì cây này nó mới bong nhẹ thôi, nó chưa phải là nặng. Bong của nó đây. Nó nhét vừa cái dao như thế này. Và đây là cây thứ hai. Cây này cũng là Siôm. Thì cái này là bị gãy cán, rơi rụng hẳn ra như thế này. Tách đôi luôn và bị rụng hẳn ra như thế này đấy. Ngày hôm nay thì Tùng sẽ phải xử lý hai cây vợt này. Với cái này thì nó bị nhẹ thôi, đơn giản thôi. Cái này thì chỉ việc bơm keo vào rồi ép lại cán là xong, để chờ nó khô là xong thôi. Thế còn cây này thì sẽ phải xử lý mất hơi lâu, cây này sẽ phải xử lý lâu hơn, cầu kỳ hơn. Để ép lại cán của cái cây này thì trước tiên là mình sẽ phải vệ sinh qua cái phần cán bị gãy của nó đi, để cho keo nó ăn, để lau sạch sẽ nó đi. Sau rất là nhiều giờ thì cái keo này nó đã khô rồi. Bây giờ thì tôi sẽ tháo các cái vam cả nó ra để mà tiện nốt cái phần còn lại công việc. Đây là một lửa cái cây vợt của chúng ta đã được ép, lửa phần cán này đã được ép xong. Đó, bóc cái này ra. Bây
Bây giờ thì tôi sẽ tiến hành ép lốt cái lửa cán còn lại của nó. May thì keo nó khô rồi. À, tiếp tục xử lý nốt cái cây vợt này. Như vậy là cái cây vợt gợi ý cán của khách đã được sửa xong. Tùng Sửa Vợt xin dừng cái video ở đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn trong các cái video sau.